Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo. Alo. Vâng, xin chào thính giả. Vâng, em có một cái câu hỏi này, muốn hỏi là chuyên gia là như này, là bây giờ có nghĩa là vợ chồng em ấy là cãi nhau là cục quặc là cách đây là 1 tháng rồi. Vâng. Thì là trước kia là cô ấy là cô ấy cầm kinh tế. Thì bây giờ thì em lại chuyển sang là lúc cãi nhau thì em chuyển sang em lại cầm kinh tế để em làm ăn. Vâng. Đấy, thì từ lúc em làm ăn đến giờ là cô ấy là không, có nghĩa là cô ấy không để ý đến cái việc công việc làm ăn của em nữa. Vâng. Của kẻ em làm ăn thua lỗ hay như nào cũng không để ý nữa. Mà bây giờ ấy, cái tình trạng của cô ấy là bây giờ ấy, cô ấy mặc kệ em. Xong rồi vâng. Cô ấy bây giờ trước kia là cô ấy đi ăn cưới ăn tiếc là cô ấy chả bao giờ cô ấy diện đẹp chứ, mà bây giờ cô ấy tự dưng cô ấy lại đi ăn cưới xong rồi cô lại diện đẹp xong rồi móng chân móng tay xong rồi lại uống đi vâng. Trước kia đi uống ăn cỗ là không bao giờ uống rượu bia mà bây giờ đi tự dưng lại uống rượu bia. Thì chuyên gia cho hỏi là có phải là như thế là mình cãi nhau với vợ mình rồi sau đó vợ mình giờ là có bồ bịch ở ngoài hay không hay như nào ạ? Vâng, tức là trong thâm tâm mình bây giờ rất là lo là cô ấy đang thay đổi đúng không ạ? Đúng rồi á. Vâng. Trước kia là không như thế, bây giờ thì từ lúc cãi nhau là mình chuyển sang mình tập kinh tế mình làm ăn đấy. Vâng, cô ấy cãi là nhau cô là ấy thay một đổi. tháng trở lại đây đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế tức là 1 tháng trở lại đây là hai người ly thân đấy à? Không phải là ly thân, hai người vẫn cứ bình thường, có vẫn nghĩa bình là vẫn thường. cứ cơm nước bình thường, vẫn cứ quan hệ bình thường, có nghĩa là quan hệ với cái mức độ như này này. Khi mình muốn quan hệ, mình muốn đòi hỏi quan hệ thì cô ấy bảo là cô ấy kêu mệt này nọ các Vâng. kiểu, thì mình thấy, thì em thấy như thế thì em cảm thấy em lo lắng, thì em muốn hỏi chuyên gia xem như nào. Vâng. Trở lại nhiều lúc cái cô ấy, thì bởi vì em đi làm đêm. Vâng. Đấy, cứ những lúc mà em đi làm đêm rồi ấy thì cô ấy, kể bởi vì mình xem cái trên điện thoại là cái điện thoại nó vẫn truy cập ấy. Rồi đấy, ạ. Cái lúc mà mình chuẩn bị về ấy thì cứ 12 giờ đêm mà chuẩn bị về ấy, thì cô ấy lại không truy cập nữa mà cô ấy lại đi ngủ. Vâng. Đấy. Thì mình... Rất là nhiều cái tín hiệu làm cho mình cảm thấy lo lắng cuộc Đúng sống vợ đúng chồng rồi. đúng không? Vâng. Vâng. Chắc là vợ chồng của mình cũng còn trẻ nhỉ? Dạ. Năm nay xin lỗi là mình bao nhiêu tuổi? Năm nay em 38 ạ. À 38 rồi, chắc là vợ cũng ít tuổi hơn Vợ một chút đúng không? vợ em bây giờ đang 6 tuổi, vợ em Vâng. năm nay 32 ạ. À thế à. À, câu chuyện của bạn sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ là người tiếp chuyện bạn. Xin mời ạ. Rồi, chào em. Vâng, chào anh ạ. Vợ chồng cãi nhau, còn trẻ cãi nhau và cũng không phải lần đầu. Trước đây thì cứ có xích mích thì rồi một vài bữa giận dỗi thì mình lại làm lành. Thế sao lần này mà giận lâu thế? Cả tháng không làm lành à? Không phải là vẫn làm lành mình, có nghĩa là vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng trước kia là cãi nhau xong rồi thôi thì hai vợ chồng làm lành rồi. Xong rồi anh em nói chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ấy là hai vợ chồng có nghĩa là kiểu nó không được vui vẻ với nhau đấy. Kiểu là toàn là xưng... ông tôi với em là như thế. Rồi. Thật ra là đấy, thì bây giờ ấy, cô ấy lại đi ăn cưới ăn rồi tiệc. Rồi mình biết rồi, ăn cưới là diện đẹp rồi là chat chít điện thoại anh nghe đi hết rồi. Tóm lại này còn rất trẻ mà cô ấy là một người phụ nữ khôn ngoan, một người phụ nữ biết yêu mình. Làm tội gì thế, chẳng lẽ bây giờ cãi nhau với chồng xong cuối cùng mình phải để đầu bù tóc rối rồi mình phải ngồi mình khóc rồi mình phải thế nọ thế kia à? Cô mới có 32 tuổi, cái ông chồng ông ấm a mớ cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau xong rồi mặt nặng mày nhẹ gây sự, đã thế thì ta cũng chả tội gì, ta chả cần gì đầy ngoài kia, đời còn dài dai còn nhiều, chát chít cho nó vui, thế rồi để đi ăn cưới thì tội gì, chả mặc đẹp thì để mặc xấu để mà bôi xấu mặt mình, bôi xấu mặt chồng à? Đấy là những người phụ nữ hiện đại đấy, người ta thấy rằng là nếu không ai thương người ta thì người ta tự thương bản thân người ta tự chăm sóc bản thân người ta rất là tốt. Mình mà không khéo là khi mình mới là dại này. Thế bây giờ cứ cãi nhau thì mình lại mong muốn rằng vợ phải ngồi đấy khóc rồi là vật vã rồi là phải làm lành rồi anh ở anh ơi này. Cô cũng có những thế mạnh của cô ấy. Rõ ràng là cô chỉ cần thế thôi, em đã thấy lo rồi đúng không? Chứng tỏ đúng là rồi. cô trước cũng kia là có nghĩa là trước kia là không như thế thì bây giờ là như thế là hai vợ chồng là cãi nhau cũng có nghĩ đến cái vấn đề mà không ở với nhau nữa đấy. Rồi chán nhưng lắm mà rồi đấy. Em nhưng mà em ấy là em có cái tính là em phải thương con đấy, thì em phải thương con. Nếu mà để mà một người trong gia đình em là người chồng ấy thì em cũng giỏi giang mà em cũng biết làm ăn, mà em nói về để con cái thì trong gia đình ấy thì vợ em nó tề xóa hơn em rất là nhiều rồi đấy. Thì đôi lúc là em muốn là nó theo ý của em nhưng mà nó không theo ý của em, xong rồi hai vợ chồng xảy ra đến mâu thuẫn, xong rồi cãi nhau, xong rồi kinh tế thì trước cô ấy quản, thì bây giờ em anh hiểu bây giờ rồi em quản. Hiểu rồi.
Một người đàn ông thì lại kỹ tính quá này, vợ xòe xòa tốt quá ấy, chứ lấy được bà vợ dễ tính mát tính, chứ nếu bà vợ cứ ngồi đấy mà đếm củ dưa hành xong rồi là căn ke mình chưa dắt xe vào thì đã là để xe gọn gàng rồi, giày để vào chỗ kia cũng xét nét từng tí một thì mình còn khó sống nữa. Vì hai nữa là mỗi người tính một nét mà, mình thì đã đàn ông thì kỹ tính thì cũng phải vớ phải cô vợ nó phải sờ phào thế nó mới gọi là thế gian được vợ hòng chồng, chứ hai ông bà cũng khó tính thì ở với nhau thì còn chết nữa. Cho nên là thế này, mình chẳng bắt được ai giống mình đâu. Mình cô cũng muốn cho mình dễ dãi tí, mình có dễ dãi được đâu. Mà mình lại cứ muốn người ta phải giống như mình. Tất cả những cái gì mà nó thật sự quan trọng thì bàn bạc. Anh thấy em giáo dục con như thế không được. Quan trọng là người mẹ em, con nó còn nhỏ, nó gần thế này. Em đừng có văng tục chỉ bậy. Trước mặt con em đừng có ngồi đấy mà chơi điện tử nhiều rồi con nó bắt chước. Ví dụ thế mình cứ nhẹ nhàng thôi. Thế còn những cái thứ khác ấy mà, xòe xòa thôi. Cô ấy thích ăn mặn mà mình thích ăn nhạt thì thôi thì mình mà thì bảo rằng em cứ nấu nhạt nhạt, còn anh em ăn mặn thì em làm thêm bát mì nước mắm bên cạnh. Nhưng mà em chỉ cần nóng lên cái là cô ấy là giận lâu luôn, là không bao giờ làm lành với em, chỉ có em làm lành thôi. Rồi. Đấy thế, là một vợ như thế thì theo như em nghĩ là cô ấy thay đổi đến bây giờ ấy, cô ấy lại như thế em lại càng thấy cô ấy thay đổi nhiều hơn. Thay đổi chứ, đời thay đổi thì tạm mới thay đổi, chẳng nhẽ bây giờ là vì giống như cái cô mà lúc 18 tuổi lấy chồng à, bây giờ mình ba mấy tuổi rồi, vợ chồng cũng hiểu nhau rồi, mỗi người phải nhún một tí mỗi nhau. Anh thấy là vấn đề nó không lớn, mà cơ bản nhất là vấn đề em cũng phải điều chỉnh. Rõ ràng là nếu như mà em cứ khăng bắt cô phải thế này bắt thôi kia rồi là mình không có lỗi cho nên mình không phải việc gì phải nhún, rồi là sao mình lại cứ phải luôn luôn làm lành. Lành thì cũng được làm lành với vợ mình như đâu mà mất mà thiệt. Thế xong mình mà cứ cương mà đấy, bây giờ cô cũng chả cần. Rảnh rỗi thì đi chat chít ở trên mạng rồi. Cái nọ nó sọ kia, hiện giờ thì chưa chắc đã có bồ. Nhưng nếu như mà em không điều chỉnh được thì rất có thể, bởi vì người ta không tìm thấy một cái sự ấm áp ở trong gia đình sẽ đi tìm ở bên ngoài nhé. Ở đây em phải hiểu rằng là em hình như đang bị hơi bị khó tính đấy. Thời buổi này mà thanh niên nó phèo phào xêu xa một tí, xa thì xã có xe máy chở vợ đi uống trà sữa ở trên phố huyện, nguê hoa vui vẻ đi, rủ thêm mấy đứa nữa, thỉnh thoảng hai ba đôi vợ chồng làm nồi lẩu trong hát karaoke. Mình mới có ba mươi mấy tuổi mà sao em cứ như một ông bố già xét nét cái cô vợ 32 thế nhá. Nhẹ nhàng đi, dễ dàng đi, mình sống với trẻ trung một tí, mình đi làm công ty công teo có lương có lẩu mà. Không được, nhắn tin trước đi, chiều nay không phải nấu cơm, về đi ăn miếng ngan, anh có cái chỗ này cực kỳ ngon, bữa sau thì bún ốc nhá. Nhưng mà dạo này tối em đi làm với cô ấy, anh nói ví dụ thế chứ không có nghĩa là từ mai đi là cứ phải ăn bún ốc miếng ngan. Nhưng đang nói là mình thay đổi cuộc sống đi cho nó trẻ trung một tí, cô sẽ nhận ra ôi dạo này ốc này thì thay đổi nhờ bố nó tuyệt vời hết ý này. Khi mà đã thích rồi mà mình cứ đòi ngày mấy lần cũng được nhá. Hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn có thêm được bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình nhé. Và quan trọng nhất là bây giờ hãy thay đổi đi, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi tư duy. Bây giờ trong gia đình thì không phải là chỉ có phụ nữ, không phải chỉ có người vợ là người giữ lửa đâu. Đàn ông cũng phải là người cầm lửa, đàn ông cũng phải là người giữ lửa đấy bạn nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà có điện thoại. Alo. Alo ạ. Vâng, thính giả gọi điện từ đâu đấy ạ? Vâng, em xin chào chương trình ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em xin hỏi chương trình một chút ạ. Em năm nay 45 tuổi. Em mất kinh độ khoảng nửa năm nay này em không thấy. Vâng. Mà có một thời giai đoạn thì mất độ khoảng nửa năm, xong nó có được khoảng vài tháng, xong rồi nó lại mất tầm nửa năm nay rồi. Thế là nó rất là không đều. Em đang lo lắng không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng. Thính giả nữ rất là đang lo lắng không biết là có chu kỳ kinh nguyệt không ổn định của mình như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Xin mời bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn ạ. Chị chào em. Chào chị ạ. Rồi. Thế bản thân em thì em có thấy nó có cái gì khác không? Sức khỏe. Nói chung là nhìn chung thì nó cũng ảnh hưởng đấy ạ. Là cái gì? Tức là khi mà em kinh nguyệt nó đều ấy, thì cái da rẻ nó rất là đẹp. Khi mà nó bị chậm mất mấy tháng là da của mình nó cảm nó xám màu. Nói chung là cái cơ người ấy, em là người rất là chăm thể dục thể thao. Nhưng mà em vẫn cảm thấy là cái cơ người của mình ấy, nó bị nhão người ra ấy.
các cái cơ người nó không săn chắc được như trước nữa. Ừ. Ăn uống là có thay đổi gì không? Ừ. Không, em thì nói chung là ăn uống thì rất vẫn bình thường. Ừ. Không có cái gì thay đổi. Ừ. Rồi là cái giấc ngủ thì nó cũng nói chung là nó cũng nhiều khi nó cũng kiểu nó chập chờn, nó không được ngủ sâu giấc ấy. Ừ. Thế tính tình thì làm sao? Em thì nói chung cũng nó không có thay không đổi có gì thay đổi. Không thay đổi, không cáu bẳn, không gì cả. Vâng, vâng. Đúng không? Ừ. Ừ, thì có bao giờ đi khám phụ khoa không? Có, em cũng có thỉnh thoảng đi khám. Nhưng mà bác sĩ thì có một lần đi khám thì bác sĩ nói là cái em gọi là bị một cái gọi là một cái u gọi là u sơ, nhưng mà nó rất là nhân sơ, nó rất là nhỏ. Ừ. Thì ở bác đâu? Sĩ bảo là ở dạ một phòng con. Khám ở trong tỉnh thôi ạ. Khổ quá, nhân sơ nó ở đâu, ở dạ con hay ở chỗ nào? Chứ không phải là khám ở đâu. Ở cửa tử cung ạ. À, ở cổ tử cung có mất nhân sơ. Tử cung hay cổ tử cung? Ở trong cổ tử cung ạ. Ừ, rồi. Thế rất là nhỏ, đúng không? Vâng. À, thế xong bác sĩ bảo sao nữa? Bác sĩ bảo là tại vì em yêu cầu em nhờ bác sĩ là nên có tư vấn cho em uống cái thuốc gì để cho nó có kinh đều trở lại đấy. À. Thì bác sĩ nói là nếu bây giờ mà để điều trị cái nhân sơ này thì nên là không nên uống thuốc có kinh trở lại, để theo dõi một thời gian, nếu như mà cái nhân sơ này nó không phát triển nữa thì bác sĩ sẽ cho uống cái thuốc để cho có kinh trở lại. Vâng ạ. Rồi. Ừ, thế và mình cũng lo, thế bác sĩ tư vấn thế rồi mà còn cứ lo. Cái biểu hiện của mình ấy nó vâng. như là một cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt trước khi mãn kinh ấy. À, nhá. Thế và các cái như là mất ngủ này rồi là da sạm ấy là một cái biểu hiện do cái nội tiết của mình nó suy giảm xuống. Vâng ạ. Nhá. Cho nên là đặc biệt nó rất rõ ở cái da mặt. Đấy, và không biết là bạn có cảm nhận nữa không, kể cả chất nhờn ở bộ phận sinh dục nó cũng giảm. Vâng. Có cảm nhận được thế không? Thế... Vâng ạ, đúng rồi. Đúng ạ. Rồi. Nhưng mà vâng. Bác sĩ ạ, em nói thêm chút này. Tức là em rất là chịu khó uống những cái loại thực phẩm chức năng để nó bổ sung cái collagen và nội tiết tố. Cho nên là cái gọi là cái bộ phận sinh dục của nữ mình ấy thì em thấy cũng vẫn nói chung là vẫn ok, vẫn được. Okay. Không, chỉ có cái da nó giảm đi thôi. Đúng rồi ạ. Rồi, thế tốt. Ừ, vậy thì nó là như mà em nói, và kể cả kết hợp với bác sĩ nói ấy, thì nó đang ở cái giai đoạn rối loạn, và cái u sơ kia kìa nó cũng là một trong những cái biểu hiện của rối loạn. Và ở trong cái giai đoạn rối loạn thì người ta không có, thường người ta không có can, tức là không có can thiệp gì cả nhá. Và nếu có can thiệp sau này bảo cho uống thuốc để có kinh lại ấy, tức là bổ sung thêm nội tiết đấy. Nhưng nếu mà mình lại đang có u mà bổ sung thêm nội tiết thì nguy cơ cái u nó lại tăng lên, hoặc là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn rối loạn cho nên nó rất dễ sinh u, thế xong lại còn cứ cho thêm những cái chất để bồi dưỡng u nữa thì nó cũng không ổn. Đấy, vì vậy bạn hay uống các cái thực phẩm chức năng ấy, thực ra là cũng lại phải xem xét. Ừ, cũng lại phải để ý xem, chứ cũng không phải là tại vì ở giai đoạn này này thì là mình phải để ý. Đó, có những cái trường hợp mà vì để đẹp da, và có một cái bạn là bạn tôi. Thế và có rất là nhiều hãng người ta mời các cái thực phẩm chức năng để... Thực ra thì em xin ngăn lời bác sĩ một chút ạ. Em đang uống cái thực phẩm collagen của công ty Dược Thái Dương. Rồi. Thế và da nó vẫn sạm, đúng không? Nó cũng nó cũng sạm so với như trước đấy ạ. Đấy. Thế thì cái đấy là cái mà mình cũng nên cân nhắc. Hoặc là uống một đợt xong rồi dừng nhá, chứ không lạm dụng nhiều quá. Thế còn cái chuyện mà khô ở phía dưới thì đôi khi mình nếu mà khó chịu ấy thì mình mua cái gel, mỗi lần quan hệ mình mua cái gel, một tuýp gel ở cái hàng thuốc ấy,
thì để cải thiện cho cái việc mà khô ráp do nội tiết thì... nó suy giảm. Cái bộ phận sinh dục nữ ở dưới thì em thì thấy rất bôi trơn rất bình thường. Em nghĩ là tại em uống cái collagen đều thì nó vẫn vậy nhỉ. Rồi, có thể là do là em bổ sung, đúng không? Nhưng mà cũng cân nhắc nhá. Thế tại vì đấy thì em biết rằng là bác sĩ cũng nói rằng là cũng không điều trị gì cho em ở cái giai đoạn này nhiều đâu. Vâng ạ. Thế, thế thì cái việc làm đẹp ấy thường là trong các cái sản phẩm nó sẽ có bổ sung nội tiết để cho da rẻ bóng bẩy, mỡ màng, vân vân. Nhá. Vâng, thì cái mặt trái của nó cũng không phải là thoải mái lắm ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền mãn kinh đi, rối loạn kinh nguyệt đi, mà em đi theo cái hướng bác sĩ tư vấn ấy thì nó rất là ổn. Mình cứ đi 6 tháng, mình đi khám đợt này cứ nên 6 tháng đi khám phụ khoa một lần để xem cái u nào xuất hiện nữa không, rồi cái u ở cổ tử cung có to lên không. Những cái đấy là rất quan trọng nhá. Và dùng thuốc gì thì hỏi bác sĩ nhá. Chúc bạn giữ gìn sức khỏe của mình nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào thính giả. Nghe chị ơi. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em đang giờ đang yêu người nhưng mà em vợ chồng em bỏ nhau từ khi em mới mang thai đầu 6 tháng rồi. Em mới mấy năm em ở thế rồi em quen một người nhưng mà em đang không biết cách đến với người ta không. Thì em khó không có đến. Vâng. Tức là sợ gia đình ngăn cản đấy hả bạn? Vâng. Em bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, bây giờ em 47 tuổi rồi nhưng mà anh mới sinh năm 15, sinh năm 76. Sinh năm 76, tức là hai người cũng bằng tuổi nhau đúng không ạ? Vâng, anh hơn em tuổi. Vâng, một người sinh năm 75 và một người sinh năm 1976. Vâng. Tuy nhiên thì chỉ có lăn tăn là có thể hai bên gia đình sẽ ngăn cản. Các em biết rồi, bây giờ chị có cháu nội rồi, bây giờ sắp có hai đứa rồi, chị có bị theo, chị bất ngờ làm gì mà chăm con người ta mà khổ ra hả? Vâng, rất là nhiều những cái tác động từ bên ngoài ảnh hưởng tới tâm lý của mình đúng không ạ? Vâng. Em một người Thanh Hóa nhưng em vừa Sài Gòn đi làm, anh nữa là người Bắc Giang. Vâng. Tức là cả hai anh chị hiện nay đều là làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với chị nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào. Chào Đinh Đoàn, lâu ngày được gặp anh vậy. Lâu ngày mới gặp, tức là gặp chưa? Em nghe chương trình nhiều rồi, hôm nay em phải nói chuyện với anh ạ. Tưởng là đã từng gặp nhau ở đâu rồi, lâu ngày mới gặp. mình sinh năm 76 đúng không? Anh sinh năm 75 ạ. Rồi, anh ấy không nói gì, đang nói mình đã 76 xong rồi, quên không nghe rõ là ông xã nhà mình ly hôn hay là làm sao? Không, em có thai được tháng, có bầu được tháng rồi, anh ấy bỏ em với vợ khác. À, từ lâu lắm rồi, đúng cái hồi là mình bao nhiêu tuổi? Hồi là hai mấy? Hồi đó em mới có 20 à. Trời ơi, bây giờ mình 46, 26 năm nay ở vậy nuôi con một mình đúng không? Bây giờ bà ngoại hay bà nội đấy? Em là bà nội ạ. Trời ơi, mấy cháu nội rồi? Em tháng 11 này em được hai cháu nội. Rồi, thế vợ chồng cái con trai với con dâu nó ở đâu? Nó sinh sống làm việc ở đâu? Cháu thì em, con dâu thì em gửi bà ngoại, con trai em đang làm trong Đà Nẵng. Mình hãy còn phải can thiệp con dâu đem gửi bà nội ngoại nghe, cứ làm như là con dâu bé lắm ấy. Thế xong con trai thì làm ở Đà Nẵng. Thế xong bình thường thì chúng nó sinh sống, nhà của chúng nó ở đâu? Nó ở với em mà, nhưng mà vợ mẹ hai mẹ con làm em phải mang cháu xuống ngoại, con dâu xuống ngoại gửi. Rồi, tức là mẹ thì đi vào Sài Gòn, con trai thì vào Đà Nẵng, con dâu thì với cháu nội thì gửi bên nhà ngoại. Cửa thì nhà thì đóng cửa để đấy. À, nhà em gửi bà ngoại ạ. À, cũng bà ngoại thỉnh thoảng cầm chìa khóa lên mở cửa dọn dẹp đúng không? Vâng. Ừ, rồi.
cái anh mà sinh năm 75 ấy mà người Bắc Giang xong vào đấy gặp nhau trong thành phố Hồ Chí Minh thì hoàn cảnh của anh thế nào, vợ chết vợ mất hay ly hôn hay có anh con hay lay tân? Vợ anh cờ bạc đấy, bỏ bỏ thật chưa đấy, thì con gái anh rồi là con hai đứa con nhà anh đứa có em bằng mẹ thôi. À rồi à. Tức là cũng không phải là tức là cũng mình cũng thân tình đến mức độ là các cháu con nhà anh nó cũng biết mình rồi đúng không? À, ừ. Em xuống nhà anh như rồi. Xuống nhà anh là xuống đâu? Nhà anh ấy ở trong Sài Gòn hay là Bắc Giang? Anh ở Bắc Giang, anh bố con ở Sài Gòn làm thuê. Tức là mình cũng đã ra ngoài Bắc, cũng lên trên Bắc Giang chứ không phải là xuống, dạ. Lên Bắc Giang thăm nhà anh ấy rồi. Dạ, dạ. Này, mình có cảm xúc không? Hai người yêu nhau lắm không? Em thì bên áp lực gia đình, ở bên thì không, anh bỏ qua là... gia đình, bỏ qua gia đình, gia đình tính sao? Em bỏ anh thì bỏ với anh, không bỏ được em. Bây giờ thì hai người có thuê nhà ở với nhau không hay là thỉnh thoảng hẹn hò? Em làm ở bên nhà giúp em làm việc, nhà tay ở nhà chủ luôn. À, ở nhà chủ, thế gặp nhau làm sao, rồi gắn bó thế nào, trao đổi tình cảm một tuần thế nào? Thứ bảy với bọn em đi ăn uống một lần thôi, một tuần một lần. Rồi, thế thì có bao giờ mà anh ấy bàn đến chuyện là nếu như mà chúng ta đến với nhau thì em không thể... đi làm giúp việc, thế anh không thể, anh không muốn xa em ấy, ban ngày em cứ đi làm gì cũng được, anh làm gì cũng được, như tối chúng ta có nhà trọ này, chúng ta cũng là một gia đình, nấu nướng ăn cho nó ấm áp, nó có thế không? Có, anh gọi là anh cứ đòi em là cuối năm nay cho gia đình anh xuống Đồng Nai đi chơi với nhà chú em ấy, chú ruột em ở Đồng Nai á. Này nói thật chứ mình cũng lên chức bà nội rồi, mình bây giờ đời mình tự quyết đi. Tuổi này rồi cứ phải cô gái mới lớn đâu mà sợ mẹ không đồng ý, sợ chị gái không cho. Thế thật ra thì mình đã thiệt thòi. Chị ở xa thì ốm đau không ai chăm sóc cho. Này gần cũng chả chăm sóc đâu, có lòng thì rồi mình tự lo đến bản thân chứ anh em kiến giả nhất phận cũng đừng có hy vọng rằng là mình không có chồng rồi ở đấy rồi đến lúc ốm đau thì cô em gái lại vào chăm cho đâu, nó vào thăm cho một tí đấy cho được 500 một triệu thế thôi, mình mà ốm mình nằm nhiều thì mình cũng tự lo chứ. Cho nên là thế này mới 46 tuổi còn khá trẻ. Và đặc biệt trong hoàn cảnh của mình là mình vất vả từ bé về cái đường tình duyên, mình chưa được lúc nào được yêu cho nó thực sự, nó ra cái tấm thân phụ nữ đúng không? Cái hồi mới 20 tuổi chẳng qua lỡ ra vậy, bác sĩ bảo cưới nhưng cuối cùng nó cũng chẳng cưới, nó chạy mất. Thế rồi mình đã nuôi con một mình thiệt thòi nhiều lắm. Nay thì ơn trời các cụ phù hộ cho gọi là mình chịu khó tần tảo làm ăn, nếu may mà gặp được anh ấy thì thôi. Mình đã cái đoạn Lan và Điệp gặp nhau cuối đời cho mình nó cũng có đời nó tươi một tí cũng tốt mà. Mình cũng đã trọn vẹn với con với cháu rồi. Dạ. Như em biểu với anh là cho em về chăm sóc con mấy tháng rồi em hết năm nay thì trong năm em trả lời. Mình cứ tình cảm, mình cứ xây dựng, chưa ai bắt mình phải cưới ngay, chưa ai bắt mình phải ở chung ngay, nhưng mà mình cứ mở lòng đi. Thôi mình cứ xác định là anh là người đàn ông thứ hai thôi, còn cái lão kia thì duy nhất là có cho em đứa con, nhưng mà cái người mà mang lại cho em cái sự ấm áp thì gọi là anh. Em thật sự em rất là quý, em cũng mơ ước, em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. À thôi, mình thì không đứa trẻ nữa đâu, tuổi mình chắc là sinh thôi. Anh ấy mấy con rồi? Anh ấy một trai một gái. Trời, thôi bây giờ mình lấy nhau, ông bà không đẻ nữa, ai cũng có trai gái dâu rẻ rồi, như là dầu rác cặp lại, các cụ nói như thế, ghép lại cho đôi đũa nó có đôi, mình chăm sóc nhau những cái năm tháng tuổi già, sau này làm nương tựa cho nhau. Nếu mà có thì phải bàn với anh đến chuyện rằng là ở đâu cũng là làm. Để mà nó bền chặt về mặt tình cảm ấy thì mình có thể quay về. Ví dụ lấy anh phải quay trở về Bắc Giang chứ đúng không? Vâng, rồi anh ấy có thể làm ở Bắc Giang, ở Sài Gòn thì làm ở Hà Nội thì làm, mà không thì lên Lạng Sơn hay thậm chí làm ở Bắc Giang cũng được, tùy cái công việc của anh ấy. Anh ấy đang làm gì? Anh làm bên thợ xây chị anh. Rồi thợ xây thì đâu chả xây ở nhà anh chả hết thì Bắc Giang đầy việc đúng không? Lúc ấy thì cứ sáng đi làm thợ xây, tối lại về với vợ, cơm nước xì sụp có gì ăn đó. Làm được 300 là mang trọn về 300, không phải tiền thuê nhà trọ, không phải là buồn quá mà phải đi ngồi lê la nhậu để cho nó lấp thời gian. Ôi rồi có khi... Nhiều lắm, nhiều mãi không được.
khuyên làm sao được khi một người đàn ông đã xa nhà xa cửa đi kiếm ăn lại trong cái lĩnh vực thợ xây, thợ sáo, công trường, công chiếc, nhậu nó làm cái thứ mà nếu một người mà không cưỡng lại được ấy thì 10 người đến 9 người là nhậu. Nhưng mà khi sau này có cuộc sống gia đình rồi, mình cũng phải bảo rằng là anh ơi, tuổi già đến nơi rồi, anh mà làm đấy, đến lúc mà một ít tuổi nữa là anh không thể leo giàn giáo, anh không thể xây mãi được. Thế cho nên bây giờ cứ kiếm được 10 thì phải lo ăn bữa nay lo bữa mai, đưa tiền em cầm cho em quản cho em, chẳng em cũng làm em kiếm em ăn, chứ cũng chẳng phải là ăn nhờ ăn đậu gì. Mình giữ cho anh để nó có một chút vốn chút liếng, sau này đến 50, 55 không trèo được giàn giáo, không xây được nữa thì về nhà mà chăn nuôi con trâu con bò để mà nó có thu nhập, cuộc sống ông bà cũng vui vẻ. Đấy thì mình, cái người vợ quan trọng lắm. Dạ. Chứ người đàn ông phần đấy tuổi đầu rồi. Em công nhận hai đứa biết nhà anh em quý em lắm. Đấy, thế nó là cái duyên đấy. Dạ. Thường thường là các cô con gái là nó giữ bố nó lắm ấy, thế mà nó gặp mình mà nó đã tít mình thì chứng tỏ là mình cũng đáng yêu. Này nói đùa chứ, mặt mũi được không? Em thì không nên nổi. Thế hả, soi gương thấy cũng còn được đúng không? Vâng. Có nhiều người tán không? Đi ra đường thì các bạn em bằng tuổi em thì nó dạ hơn em. À ừ, người ta vất vả, người ta nhiều con, mình thì thật ra đẻ mỗi một lứa đầu rồi sau đấy. Em thì em là mấy bà bảy và tám. Úi giời ơi, mà đấy là mình còn đi làm giúp việc nó cũng vất vả từ sáng đến tối đấy. Dạ. Chứ nếu mà lao động tự do xong rồi lại đi làm lại cái đầu cái óc xong rồi mặc cái váy cái vóc được, có khi cũng cũng thích lắm ấy, đúng không? Nó thật ra nhưng đoàn em không thích trang điểm đâu, em ra ngoài hũ trang điểm. À ừ, mình cứ nói thế chứ còn ai bắt lúc nào trang điểm đâu. Đấy, nhưng mà đằng ấy là nếu có điều kiện thì mình cũng cho cuộc sống mình nó tươi vui lên. Được. Mình nghĩ đến mình đi, mình đừng có nghĩ đến là cô em cô không cho lấy chồng, ai có thân thì người lo, mình lo cho con cho cái mình, mà con cái trưởng thành rồi thì bây giờ lo đến cho bản thân. Thì em chỉ có được bố một mình em thôi, rồi bố em mất từ khi em 2 tuổi thì em đi lấy chồng khác. Ôi trời ơi, thế thì lại càng cần. Mình thiếu thốn đủ đường nhá. Mình thiệt thòi cả về đường bố, về thiệt thiệt về đường mẹ, về đường anh em cũng không có nhiều. Rồi cái đường người yêu thì cũng lận đận ngay từ lúc trẻ. Thôi có lẽ mình do ăn ở tử tế mà trời thương, gần 50 với cho một anh, mà lại không những một anh mà lại còn có 2 đứa con của chồng cũng quý nữa. Thôi trời bù, chịu khó nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả, và chúng tôi cũng gửi lời chúc chị sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu.